Sáng ngày 10 tháng 4, Trường Trung học Cơ sở Đồng Lương tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, lãnh đạo cấp ủy Đảng chính quyền xã Đồng Lương và đại diện lãnh đạo nhà trường. Trường Trung học Cơ sở Đồng Lương được thành lập vào tháng 10 năm 1996, trải qua 27 năm xây dựng và trưởng thành, thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cùng sự nỗ lực cố gắng của tập thể sư phạm nhà trường. Bằng sự đầu tư của ngân sách nhà nước, của địa phương và đóng góp của nhân dân, trường có bề dày truyền thống lịch sử, dạy tốt, học tốt, thành tích nổi trội của nhà trường, đó là chất lượng giáo dục. Nhất là trong 5 năm gần đây, tỷ lệ học sinh trong trường xếp học lực khá và giỏi luôn đạt cao, tỷ lệ lên lớp đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Trong 5 năm, có 9 giải học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện, 1 giải 3 cấp tỉnh, có 66 giải giao lưu học sinh giỏi văn hóa lớp 6, 7, 8, xếp vị trí thứ 3 và thứ 4 khối trung học cơ sở. Trong sáng tạo khoa học kỹ thuật, có 7 sản phẩm dự thi đạt giải cấp huyện. Về thể dục thể thao, thành tích cao nhất là xếp thứ 3 toàn đoàn trong hội khỏe Phù Đồng năm 2019. Việc tham gia các cuộc thi khác như tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa năm 2019 đạt 5 giải cấp huyện. Thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ và truyền thống cách mạng của nhân dân Thanh Hóa năm 2021 đạt 5 giải cấp huyện. Năm 2022, thi đại sứ văn hóa đọc có 3 dự án, thi lập trình robot đạt giải 3 cấp huyện. Cuộc thi thầy cô trong mắt em có 3 dự án và đạt 1 giải 3 cấp tỉnh. Hiện nay nhà trường có tổng số 19 cán bộ giáo viên nhân viên, trong đó có 16 giáo viên nhân viên đều đạt chuẩn. Hàng năm nhà trường đều có giáo viên dự thi và đạt giải trong các cuộc thi. Trường được đầu tư xây dựng khang trang đồng bộ với 8 phòng học, 5 phòng học bộ môn, 3 phòng khối hành chính, quản trị, 1 phòng thư viện, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học cho 238 học sinh được chia thành 8 lớp. Ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của tập thể thầy và trò, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định công nhận trường Trung học Cơ sở Đồng Lương đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trao bằng công nhận trường Trung học Cơ sở Đồng Lương đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tặng hoa chúc mừng nhà trường. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đạt được trong những năm qua. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh, trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội, mong các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, chú trọng công tác quản lý giáo dục, củng cố và xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng giáo dục mũi nhọn, làm tốt công tác xã hội hóa, phấn đấu duy trì và nâng cao mức độ trường học đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn tiếp theo.